Hôm qua mình có đăng một bài viết hướng dẫn anh em tham gia cái sự kiện appearance để chúng ta có thể có cơ hội kiếm được 300 đô. Thì trong video này mình sẽ làm cái sự kiện này cho anh em xem. Những bạn nào chưa làm thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm đi. Và cái sự kiện này không phải là 100% sẽ trúng nha anh em, chúng ta chỉ có cơ hội thôi. Thế nên anh em có càng nhiều tài khoản thì cái tỷ lệ mà chúng ta trúng được 300 đô nó sẽ càng nhiều hơn. Mình sẽ bỏ qua cái phần đăng ký tài khoản cũng như là hướng dẫn đầu game ha. Sau khi anh em hoàn thành hướng dẫn sẽ tới một cái phòng giống như mình. Đây, phòng có quả địa cầu này. Chúng ta đi lên phía trên. Đó, anh em sẽ tới một cái mục khác. Đây, nó có mục là teleport. Chúng ta bấm chữ F trên bàn phím. Nó sẽ chuyển cho anh em tới một cái đấu trường. Ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm vài mục thôi. Đầu tiên là cái đội hình của anh em. Đó, chúng ta sẽ có một con thế thần như thế này, là cái con tướng ở giữa của anh em. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có 6 con lính. Đó, 6 con lính ở phía dưới này. 6 con lính này chúng ta có thể thay đổi được ở trong cái mục đó là các tông đồ. Mỗi ngày anh em sẽ được một lần reset miễn phí. Và con tướng nào mà anh em thấy nó ngon, nó có skill ok thì chúng ta có thể bấm một ổ khóa để khóa nó lại, tránh tình trạng mà chúng ta reset nó bị mất. Còn con tướng nào nó có skill ngon thì lát nữa chúng ta sẽ bàn sau ha. Cái mục thứ hai mà anh em cần quan tâm đó là cây kỹ năng. Đây, bấm vô cây kỹ năng. Con game này nó có tiếng Việt, thế nên nó dễ dàng tiếp cận lắm anh em. Mình sẽ ví dụ cái cây kỹ năng của mình này. Mình sẽ chọn một cái wisdom cuối cùng để nó có cái chỉ số nguyên tố giống như thế này ha. Đây, góc phải đây. Nếu như anh em mới chơi thì có thể tham khảo cái bảng của mình. Đây, mình sẽ show hết cho anh em. Anh em có thể tạm dừng video này và nâng giống như mình ha. Đây thì mình đã tìm hiểu từ nhiều nguồn rồi, nhiều người chơi trước rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng nâng theo cái phong cách chơi của mình. Đó, thì nếu như anh em thấy không hợp, anh em có thể sửa lại. Miễn sao chúng ta lên vàng là được anh em, chơi lên vàng nó dễ lắm, không khó đâu. Sau khi anh em nâng cây kỹ năng rồi, chúng ta vô khe kỹ năng. Trong khe kỹ năng thì chúng ta chọn 3 cái kỹ năng và bỏ vô thôi. Sau khi anh em đã xây dựng được đội hình rồi, anh em xây dựng được cái cây kỹ năng của anh em rồi, thì chúng ta sẽ bấm xếp hạng trận đấu. Và chúng ta cứ đánh xếp hạng cho tới khi nào anh em lên được gold 4 giống như thế này. Một trận đấu nó diễn ra trong vài phút thôi anh em, chơi nó khá là nhanh. Và cái mà chúng ta cần lưu ý đó là cái kỹ năng của con tướng. Nó là kỹ năng định hướng hay là kỹ năng boost. Khi vào trận đấu chúng ta sẽ có khoảng là hai mấy giây để anh em xây dựng cái đội hình. Đương nhiên là chúng ta sẽ xây dựng một con tướng tăng ở phía trước. Con thế thần của anh em thì anh em để hàng hai là hợp lý này. Sát thủ thì ở thời điểm hiện tại mình thấy nó không ngon mấy đâu. Nhưng mà mình không còn con thay, mình sẽ dùng con sát thủ này. Đội hình của mình là gồm một con tăng này, một con sát thủ, một con cung và một con bút là một con hồi máu đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách combo. Đầu tiên là cái chiêu nước này, water này, dùng để bắn. Thì chiêu này nó là định hướng nha anh em, không phải là kéo ra thả đâu, mà chúng ta kéo phải chỉ đến cái vị trí của nó. Đó, để kết thúc trận đấu nhanh nhá, thì chúng ta có thể là đánh con thế thần của đối phương luôn. Nếu thế thần của đối phương mà chết á thì trận đấu sẽ kết thúc. Còn nếu như mà anh em đánh thế thần của đối phương mà thấy nó lâu á, chúng ta có thể chơi cái chiến thuật đó là giết bút của đối phương trước. Mô tả video ngoài đường link tải game thì mình có để cho anh em cái đường link cho anh em xem các cái skill của con tướng á. Khi mà anh em reset tướng thì thấy skill ngon anh em để lại nhá. Ví dụ như con Warrior, nó có một cái skill là Leaping Pawn. Skill này nó sẽ nhảy tới đối phương và gây choáng, skill khá là ngon. Khi thấy skill này anh em để lại con tướng đó ha. Hoặc là cái skill này, Welcome to Slam này. Hai skill này mình thấy nó khá ngon và con tướng của mình nó có luôn rồi. Nhảy phá hủy lá chắn và gây 30% sát thương ATK. Mục tiêu được che chắn nhận thêm 0% sát thương và bị choáng trong 2 giây. Còn các skill khác của tộc khác thì anh em có thể xem ở đây, xem skill nào nó ngon. Hunter thì mình thấy cái skill hit shot khá ngon này. Mech thì mình không chơi mấy. Còn tướng support thì chúng ta cứ lựa chọn skill hồi máu và mấy cái skill gây khống chế thôi, hiệu ứng thôi. Sau khi anh em đã lên được vàng 4 của tựa game Appearance này rồi, thì anh em sẽ đến với cái đường link tham gia sự kiện kiếm được 300 đô. Đương nhiên anh em phải có tài khoản Bybit trước. Bây giờ mình sẽ thực hiện từng bước. Đầu tiên là theo dõi tài khoản Bybit này. Nếu như chúng ta chưa theo dõi á, thì anh em bấm theo dõi thôi. Cá nhân mình đã theo dõi rồi, mình bỏ qua. Rồi tiếp tục Appearance. Đây là cái Twitter của tựa game ha. Mình cũng đã follow rồi. Tắt luôn. Rồi trích dẫn, request bài đăng. V
với chính đội hình của bạn sau khi đạt hạng vàng 4. Rồi mình sẽ bấm một cái đường link màu xanh này. Rồi mình thả team này. Rồi mình vu Tetris này. Bây giờ chúng ta sẽ vào game và chụp một cái ảnh đúng không? Ở đây mình đã chụp sẵn rồi. Chúng ta sẽ thêm một cái ảnh trong game. Bên cạnh đó thêm một câu nói bất kỳ đi. Rồi chúng ta post này. Rồi chúng ta bấm view này. Đó, nó hiển thị ra cái bài chưa? Quay lại cái sự kiện của chúng ta, đến bước thứ 3 thì anh em phải là hoàn thành xác minh danh tính level 1 trên Bybit. Tạo tài khoản xong anh em phải KYC nhá. Bước thứ 4 là chúng ta cần phải gửi 100 đô và giao dịch APRS hoặc là gửi APRS với cái giá trị khoảng là 100 đô trước khi sự kiện này kết thúc. Bước thứ 5 cũng là bước quan trọng nhất nếu như anh em hoàn thành 4 bước trước đó, nhưng bước thứ 5 anh em không điền thì nó sẽ không tính nha. Cái bài hồi nãy mình mới trích dẫn này, mình sẽ copy cái đường link này, quay lại, dán vô đây. Cung cấp email tài khoản trò chơi của bạn này, sau đó anh em bấm nộp là được. Vậy là chúng ta đã tham gia thành công rồi anh em. Lưu ý chúng ta cần phải giao dịch 100 USDT, cái token đó là APRS. Thì ở đây cách nhanh nhất là chúng ta cứ nạp B2B khoảng là 100 USDT, sau đó anh em mua APRS rồi bán APRS luôn, mua bán ngay lập tức luôn.